bạn mình đang ở Yên Nghĩa và còn 58 km nữa là mình đến hồ suối Hai, là địa điểm của mình đi đến là hồ suối Hai, và mình bắt đầu từ vào thứ bảy ngày 6 tháng 11 năm 2021. Địa điểm đến là hồ suối Hai. Mình đang đi phương tiện là ô tô, và còn 58 km nữa là mình đến là 58 phút nữa, và mình phải đi với tốc độ 60 km/h để đi đến đấy với mỗi phút 1 km. Ok, tại là mình đang đi phương tiện là Mazda 3, xe ô tô Mazda 3. Rồi bây giờ mình sẽ quay đoạn đấy khi mình ghép video vào. Con xuống đi cùng chúng ta với. Bảo quay đi Bảo. Cầu mong ở nhà này không có chó. Thôi đừng để đưa cần câu ấy, cầm đi làm gì. Quay cái đoạn gây cấn này đi Bảo ơi. Để cần câu trên này con ơi. Bảo ơi, quay cái đoạn gây cấn này đi. Thôi được. Đưa con. Cái gì? Ông vợ ơi, mình đi tìm đường bên này. Không có xe. Mình có cắt qua cái đoạn kia sao? Đi. Đi tìm đường bên này. Cái nào mấy chỗ này có đường mặt xuống. Ồ, trong kia có một căn nhà hoang. Mình sẽ đi đến hồ số 2 nhá, chắc chắn là tí nữa nó mới đến thôi. Đâu? Đâu? Đường này chắc đi được á, nhưng mà đến nha, hai là chắc không đi được. Quên cái ao này, mình đi đang bị ngập á. Hồi câu là ok la rồi đấy. Không thấy được nè. Chỉ là hơi khổ nguy thôi. Thôi, đến chỗ này là phải dừng đỗ. Mình mong đi thăm đỏ luôn rồi. Đi ra, đang ngồi câu đẹp đấy nhỉ. Thăm đỏ, thăm đỏ.
xin cho các bạn vừa nãy là máy của mình hết pin nên là mình mới quay được có đoạn tí thôi. Bây giờ máy mới có pin nhưng mà đoạn bây giờ là đi về thì tối về đây này cứ om om rồi. Và hôm nay là một ngày rất là thất bại đi câu cá nhưng câu con chả quá nè, phá hết 2 cân giò và dưa 100.000 với lại cộng với lại mới lạng xôi 2 chai nước. Lúc đi câu cá chạy được con nào câu mãi rồi toàn kẹt gần câu, toàn câu đinh rác biết thế. Dùng cái cần câu đơn cho rồi, dùng cái cần câu gì, dùng cái cần câu to đùng rồi cho miếng mồi vào lợi thế chạy con nào ăn. Và để coi như là mày cày. Và để coi như là tránh thất bại cho các bạn, tránh thất vọng cho các bạn, ngày mai tớ lại phục thù tiếp. Có phục thù ngày mai đi câu tiếp không? Chắc ngày mai là mình đi ra chỗ nào thôi, hoặc là ngày mai đi cầu nữa không? Phải rồi thôi à, ngày mai ở nhà mình ba đi nhá. Hôm nay con đi chiếc bồ nhà bà mẹ đi không, ngày mai câu chỗ khác, ngày mai mình sẽ câu chỗ ngày khác. Mai chúng ta vẫn câu ở cái hồ này nhưng chúng ta câu ở mặt khác, vị trí khác. Vâng, còn chỗ đấy toàn con cá mấy cân rồi, có con cá tận 13 kg nhưng mà chả câu được con nào, người khác câu được mấy con to hết cả nội không thể trả được. 2 con mèo to, mấy con ông kia câu được cũng to nữa, lúc buổi sáng đấy. Mình đang ở trên đường đi vừa